Philip ơi, tới chỗ rồi con ơi, thức dậy đi chơi nè. Alo, alo, em bé ơi, em bé ơi, tới Plushie rồi nè, Philip ơi, thức dậy nè, thức dậy đi chơi nè, papa với mama đi chơi nha. Ê, thức dậy đi chơi nè. Alo. Có đi chơi với papa không? Được. Thì dậy đi. Nếu không dậy thì papa để đây, kể để con ở đây thôi. Papa với mama đi chơi nhá. Một, hai, ba. Ok, bye bye Philip. Bye bye với mama đi nha. Không thì thức dậy đi nè. Let's go. Con trai đẹp trai. Chui ke cho con đi anh ơi. Bao nhiêu một vé vậy anh? Có 10 đồng vé thôi hả? Nó là ngầu quá cả. Ở đây nó có bán vé tự động mà sao anh không mua? Con thích quá. Bà giỏi quá hả? Cái này để lên hả anh? Scan cái cô đó. Bà giỏi quá ha Philip ha. هون بتخيل يعني خلص وصلوا الجنة هنا عاشوا حياة قبل وهون وصلوا الجنة هنا كبار حياة أبدية Philip ơi. Philip quay qua cho mama coi Philip đẹp trai coi. Trời ơi. Anh ơi. Đẹp quá nè. Ê, con cá kìa. Thấy cá luôn kìa Philip ơi. Không, không có gì biết. Có cá thôi. Ý con cá kìa, nó đang bơi kìa. Mũi. Ê, nhiều cá quá ha anh. Đây nó nuôi cá mà. Biết cái cá này không? Anh đang chút nữa em ngồi vậy đó cái anh mùi vậy em xuống cái bấm á đau á cái con này có bao nhiêu rồi mối này mối nhiều ha. Dạ. Cái gì anh? Mai em sao anh? Mai là anh đọc đấy nhá. Sao? Cái thuyền là bao gồm cho cái vé vào rồi ơi. Dạ, cái đó em biết mà. Mai là anh đọc. Coi chừng té xuống đó nha con.
sờ vào. Sờ vào cá hả? Dạ. Má mà sợ, má mà không dám sờ á. Không dám. Hả? Con cá không cắn. Con cá không cắn hả? Thiệt không? Dạ. Con cá không cắn thì Philip sờ đi. Con cá nó sờ. Con không có được thả cái đó xuống nè. Không có được mà cá cắn á. Dạ. Đây nó có cái trap troll mà. Cái gì anh? Cái chỗ mà nó nuôi mấy con này nè. Nuôi mấy con cá này hả? Ừ. Có nhà hàng ăn mấy con cá này không? Thì cái con cá hình mà ở trái cây á. Ừ. Là cá nè, là trap nè. Có đâu á? Thịt nó ăn ngon không? Philip sợ không được hả? Philip thả cái tay xuống. Con cá nó đi vào. Ơi, con cá nó đi vào á. Thôi mình đi nha. Không. Mình đi một vòng nha, mình đi cái tàu kìa. Cái thuyền nó vô rồi kìa, mình đi lên thuyền con ơi. Cơm giống lên. Cục cơm chú thôi á. Cô ta bị xe. Cô ta bị xe. Hả? Sao vậy? Ngồi bên này. Ngồi bên này. Ờ, Philip ơi, Philip cho ông đi đi. Ông hiện. Philip, Mình sẽ kính cho papa cầm. Con lá nó mất bìa. Con lá nó mất là Philip bị khóc nha. Yeah.
Philip ơi, Philip nhìn cá nó bơi vòng tròn kìa con. Anh cá nó đang bơi vòng tròn kìa anh. Ừ. Hồi nào cũng có cá bơi màu màu á. Hồi nào cá cũng bơi vòng tròn vậy hả? Cái này nó nuôi mà. Nhưng mà nó có, nó đâu có nhiều như vậy. Bên kia nó còn to hơn nữa. Mấy trong này là mấy cái con cá baby. Con cá đó cái miệng nó bị sao cả. Rồi nó bị vậy. Cái nó đánh nhau. Nó bị bệnh nó con cá đó. Không, con cá là bệnh đó. Anh sao cá này nó bơi vòng tròn hoài vậy anh? Anh sao mấy con cá này nó thích bơi vòng tròn quá hả anh? Ừ. Anh có hôm nổi bài giúp nó bơi vòng vòng thì bơi gì nữa. Coi cái này đã sợ luôn á.